mì nướng muối ớt cả nhà. Mới nướng xong cắt giòn cục cục luôn á. Nhìn quá ngon hấp dẫn luôn, vàng hình thật luôn. Xích nhìn quá hấp dẫn. Làm ở đây là an toàn vệ sinh lắm rồi cả nhà ơi. Con ruốc, con ruốc thịt tương ớt. Đây là ba nhiêu nè, chà bông, rồi cho mỡ hành lên. Đây lỗ 15 ngàn nha cả nhà, chỉ 15 ngàn thôi nha cả nhà ơi. Giá trẻ giờ gọi là 15k đó. Một ổ bánh mì nướng muối ớt ngon thiệt là ngon luôn. Địa chỉ là 16 Nguyễn Trãi, gần cái trường Nguyễn Trãi luôn, thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang. Chúc cả nhà ngon miệng, mong cả nhà đến ủng hộ cho gia đình mình nha. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Tạm biệt.